Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khủng long trong mắt bạn là những sinh vật có tính cách và hành vi như thế nào? Có phải là hung dữ, tàn bạo và khát máu giống như những gì chúng ta thấy trên phim ảnh hay không? Hay bức tranh thực tế sẽ khác? Điều đáng buồn là đôi khi, dữ liệu hóa thạch không đủ để cho chúng ta biết chúng đã sống và hành động như thế nào. Trong phần lớn trường hợp, các nhà cổ sinh vật học phải dựa trên suy đoán hay thậm chí là trí tưởng tượng để hình dung ra đời sống của khủng long với những dữ liệu vật chất ít ỏi mà họ có được. Và với một nỗi sợ vô hình dành cho đời sống hoang dã, thật dễ để mường tượng những sinh vật cổ đại sống cách đây hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm như những con quái vật man rợ, xấu xa và ti tiện. Bạn còn nhớ Oviraptor chứ? Năm 1924, họ tìm thấy hóa thạch của một con Oviraptor ngay cạnh một tổ trứng và gần như ngay lập tức kết luận rằng nó đang ăn cắp tổ trứng đó mà không cần thêm nhiều bằng chứng khác. Tuy nhiên, sự việc thường không đơn giản như vậy và mọi kết luận hay thậm chí có thể gọi là kết tội khi chưa đủ bằng chứng xác đáng luôn là quá sớm. Ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu một trường hợp như thế trong lịch sử nghiên cứu khủng long, như hóa thạch Coelophysis ở Ghost Range hay cũng có thể gọi là vụ án khủng long ăn thịt đồng loại. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Ghost Range, hay nông trại ma là tên một nông trại rộng đến 85 km² nằm ở bang New Mexico, Mỹ. Nó từng nằm trong một vùng đất lớn hơn được vua Carlos Đệ Tam của Tây Ban Nha ban cho một vị điền chủ tên là Pedro Martin Serrano. Trong thế kỷ 20 thì nơi này từng là ngôi nhà mùa hè kiêm xưởng vẽ của nữ họa sĩ Georgia O'Keeffe, đồng thời cũng là chủ đề trong rất nhiều bức tranh của bà vì vẻ đẹp tự nhiên của nó. Tuy nhiên, nông trại ma không chỉ là một danh lam thắng cảnh ở miền Tây Nam của nước Mỹ. Ngày nay nó còn được biết đến như một địa điểm quan trọng bậc nhất về cổ sinh vật học tại Mỹ. Vào cuối thế kỷ 19 thì người ta đã phát hiện một số xương hóa thạch tại nông trại ma. Đến năm 1947, một phát hiện còn chấn động hơn đã diễn ra khi nhà cổ sinh vật học Edwin Colbert tìm thấy gần 1.000 bộ xương hóa thạch nằm chen chúc với nhau, có lẽ là của một loài khủng long cỡ nhỏ. Những nghiên cứu sau đó cho thấy đây là hóa thạch của Coelophysis bori, một loài khủng long cỡ nhỏ rất phổ biến ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, có niên đại tam điệp muộn khoảng 215-208,5 triệu năm trước. Sự xuất hiện của hàng nghìn bộ xương khủng long trên một diện tích nhỏ như vậy đã là một dấu hỏi to đùng đối với các nhà cổ sinh vật học, trong đó có người khám phá ra chúng Edwin Colbert. Nhưng một số mẫu vật thậm chí còn mang đến một dấu hỏi còn to hơn nữa. Nằm lẫn giữa 1.000 bộ xương đó là hai mẫu vật bất thường thuộc về hai cá thể Coelophysis trưởng thành. Bất thường là bởi, trong khoang bụng của hai cá thể là những mảnh xương lẫn lộn dường như không thuộc về chúng. Cụ thể thì ở khu vực khoang bụng mẫu vật ký số AMNH-FR7223 là xương chân mà Edwin Colbert cho rằng thuộc về một con Coelophysis chưa trưởng thành. Tiếp đó là một mẫu vật khác mang ký số AMNH-FR7224. Ở khu vực khoang bụng của mẫu vật này, có thể dễ dàng nhìn thấy một hỗn hợp gồm nhiều mảnh xương không nguyên vẹn mà Colbert cũng cho rằng đó là của những con Coelophysis nhỏ hơn đã bị con Coelophysis trưởng thành này ăn thịt. Từ hai mẫu vật này, Colbert đi đến một kết luận mà ông tin là rất chắc chắn và không ai có thể chối cãi trong một chuyên khảo được công bố vào năm 1989. Những con Coelophysis này là những kẻ ăn thịt đồng loại. Kết luận này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Coelophysis được khắc họa trên phim, sách vở và các trưng bày ở bảo tàng trong một giai đoạn khá dài. Thế nhưng, 13 năm sau, vào năm 2002, một nhà cổ sinh vật học khác tên là Robert Gay muốn lật lại bản án của Coelophysis. Ở mẫu vật AMNH-FR7223, khi nhìn vào tỷ lệ của khúc xương chân được cho là nằm trong bụng của con Coelophysis trưởng thành, Gay nhận thấy tỷ lệ không hề đúng khi có chiều dài lên đến 13 cm và rất khó có khả năng một con Coelophysis dù trưởng thành có thể nuốt chửng một thứ to như vậy. Trong một nghiên cứu khác vào năm 2006, một nhà cổ sinh vật học tên là Sterling Nesbitt đã củng cố thêm luận điểm của Gay khi cho rằng khúc xương chân kia không hề nằm trong bụng của con Coelophysis mà thực chất nằm dưới bụng của nó. Nếu con Coelophysis thật sự đã nuốt nó vào thì nó phải nằm giữa các xương sườn của con khủng long. Mặt khác thì cũng có dấu hiệu cho thấy bụng của con khủng long đã phát nổ sau khi nó chết, có thể do khí ga tích tụ trong bụng từ quá trình phân hủy của nội tạng, hoặc do sức nặng của các lớp trầm tích đè lên trong quá trình chôn vùi khiến cho bụng của nó không còn nguyên vẹn như trạng thái ban đầu và rất khó xác định thứ gì có ở trong bụng của nó trước khi chết. Với mẫu vật AMNH-FR7224, không giống như AMNH-FR7223, lần này thì đúng là có những mảnh xương nằm trong khoang bụng của nó giữa hai bên sườn và tỷ lệ của những mảnh xương rất phù hợp với khả năng nuốt chửng của con khủng long.
xương sườn bụng của con khủng long cũng còn nguyên vẹn, chứng tỏ bụng của nó không hề bị phát nổ. Do đó những mảnh xương kia gần như chắc chắn thuộc về thứ mà nó đã ăn trước khi chết. Dù vậy, khi xem xét kỹ hơn, Gray phát hiện ra không có bằng chứng nào cho thấy chúng thuộc về một con Coelophysis khác. Chỉ một số mảnh có đủ dấu hiệu nhận dạng và Gray nhận thấy chúng thuộc về Hesperosuchus, một loài họ hàng của cá sấu ngày nay từng sống cùng hệ sinh thái cuối kỷ Tam Điệp với Coelophysis. Như vậy, có vẻ con khủng long này cũng không ăn thịt đồng loại và kết luận của Edwin Cornberg dường như đã sai. Vậy thì vụ án đến đây đã đóng lại được chưa? Chưa đâu. Đến năm 2009, vụ án Coelophysis ăn thịt đồng loại tiếp tục bị lật lại một lần nữa dựa vào một số mẫu vật đặc biệt thuộc về các cá thể Coelophysis ở nông trại ma, bao gồm một mẫu coelolite, tức vật chất đang trong quá trình tiêu hóa trong ruột mà chưa thải ra ngoài thành phân thì đã bị hóa thạch, hay một mẫu regurgitalite, nói nôm na là bãi nôn hóa thạch. Trong các mẫu vật này thì người ta tìm thấy các mảnh xương và răng có lẽ thuộc về những con Coelophysis nhỏ hơn. Tuy nhiên, do đã tiếp xúc với axit trọng dạ dày và bị tiêu hóa một phần, những đặc điểm nhận dạng có phần không rõ ràng và một số người tin rằng chứng đó chưa đủ bằng chứng để kết luận Coelophysis có thật sự ăn thịt đồng loại, và kết quả của vụ án ở nông trại ma cho đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Nói là vụ án cho vui cho hấp dẫn vậy thôi, chứ trong tự nhiên thì chuyện ăn thịt đồng loại là một hiện tượng tương đối phổ biến và có thể hiểu được ở động vật hoang dã. Nguyên nhân dẫn đến việc ăn thịt đồng loại ở các loài động vật hoang dã có khá nhiều, chẳng hạn như khi thức ăn khan hiếm, chúng có thể ăn thịt đồng loại như một phương cách cuối cùng để duy trì sự sinh tồn. Chuyện này cũng có thể xảy đến với chính con người trong tình huống tương tự. Một nguyên nhân khác là để giảm sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng loài với nhau, hoặc đó cũng có thể là cách để chúng kiểm soát số lượng cá thể, ngăn sự bùng nổ số lượng quá mức có thể dẫn đến những áp lực về thức ăn và giao phối trong tương lai. Vậy thì ngoài Coelophysis, còn loài khủng long nào khác bị vướng vào nghi vấn ăn thịt đồng loại hay không? Đương nhiên là có. Vào năm 2007, các nhà cổ sinh vật học cũng công bố những khám phá cho thấy Majungasaurus có ăn thịt đồng loại, bao gồm những hóa thạch xương Majungasaurus có vết răng tương tự vết răng của Majungasaurus được tìm thấy trên xương của những con khủng long cổ dài trong cùng khu vực. Cách lý giải đơn giản nhất cho sự hiện diện của những vết răng này đó là con Majungasaurus này đã trở thành bữa ăn cho những đồng loại của nó. Cùng thời điểm này thì những bằng chứng về việc Coelophysis ăn thịt đồng loại đang bị bác bỏ mạnh mẽ, nên Majungasaurus trở thành loài khủng long phi điều duy nhất có bằng chứng xác thực về việc ăn thịt đồng loại trong dữ liệu hóa thạch. Một trường hợp khác là T-Rex. Họ cũng tìm thấy vết răng có thể là của những con T-Rex khác trên một số hóa thạch xương của T-Rex. Mặc dù T-Rex được biết đến là những con khủng long thích cắn yêu nhau để thể hiện sức mạnh và quyền uy, nhưng vấn đề là những dấu vết thương tổn do răng gây ra này không có dấu hiệu hồi phục sau đó, nên chỉ có thể kết luận rằng chúng đã được để lại sau khi con khủng long đã chết. Những bằng chứng này cho thấy khủng long hoàn toàn có thể ăn thịt đồng loại và điều này có thể diễn ra ở nhiều giống loài khác nhau. Tuy nhiên, điều chúng ta chưa biết đó là nếu chúng ăn thịt đồng loại thì điều đó đã diễn ra như thế nào? Liệu chúng có chủ động săn và ăn thịt đồng loại hay đó chỉ là hành vi ăn xác thối diễn ra trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, thức ăn khan hiếm và chúng buộc phải ăn xác đồng loại để có thể sống sót? Câu trả lời có thể nằm ở những nghiên cứu trong tương lai khi các công nghệ tiên tiến hơn sẽ giúp những bóng ma ở nông trại ma kể rõ ràng hơn về câu chuyện của chúng, về việc chúng đã sống và chết như thế nào. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.